저는 외국인입니다. 아, 저는 올해 27살입니다. 아, 직업은 공무원입니다. 아, 저는 한국어는 성공한 지 2개월 되었습니다. 이제와 민댄 남은 라인, 민 지성 다 응연, 나 나이 27살. hiện tại mình đang là học sinh của trung tâm VSF. Sắp tới mình học tập tại trường Đại học Quốc gia Hàng hải Bắc Bộ tại Hàn Quốc. Đại học Hàng hải Quốc gia Bắc Bộ ở tại Hàn Quốc là trường top 100 có chất lượng hàng đầu của Hàn Quốc. Ngoài ra trường là trường bán quân sự, được chính phủ của Hàn Quốc hỗ trợ tiền học phí cho học sinh cũng như du học sinh. Hiện tại tôi đang cầm trên tay là cái tấm visa để nhập học và học tập tại Hàn Quốc, là trường Đại học Quốc gia Hải Bắc Bộ. Cảm xúc của tôi bây giờ là thực sự là tôi rất là vui, cực kỳ là vui, còn vui hơn cả lúc mà tôi cầm trên tay tấm bằng đại học. Tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm VSF cũng như các cô đã đào tạo dạy dỗ tôi để được tôi được vô tại trường Đại học Hàng hải Bắc Bộ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.